Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Trần Ngọc Thảo, mình là thạc sĩ giáo dục và là chuyên gia đào tạo giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang công tác tại trung tâm Tissot Simple Education. Ở video lần trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách dạy bài reading và speaking theo bộ giáo trình Get Ready for Starters, Movers và Flyers rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp phần dạy listening của bộ sách này nha. Bây giờ mình cùng bắt đầu thôi. Và đây là trang sách của mình. Thì hôm bữa mình đã làm xong phần task 1 và task 2 của bài dạy reading và speaking rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dạy phần task 3. Năm số 3 là phần listen and circle, ask and answer. Tại sao mình lại dạy phần này riêng? Tại vì phần này sẽ có một cái phương pháp rất là đặc biệt mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Đầu tiên thì giống như những cái task listening bình thường, các bạn cần phải cho học viên biết cái task này là task gì. Và đây là task mình sẽ khoanh tròn, ok? Và mình sẽ hướng dẫn một cách rất là đơn giản. Mọi người nhớ là mình sẽ hướng dẫn bằng hiệu lệnh đơn giản, bắt đầu bằng động từ nha. Ok, class, listen and circle the answer. Now, three questions. Xong sau đó mình có thể mời một vài bạn đọc to ba câu hỏi này lên, được chưa? Ví dụ như mình có thể mời Trang read number 1. Very good. What are you wearing today? Circle. Và trong lúc mà mình hướng dẫn thì mọi người nhớ có những cái cử chỉ tay phù hợp để cho các bé dễ hiểu cái bài hơn nha. Sau khi mà mình đã giới thiệu xong cái task này rồi thì chưa có nghe liền nha mọi người, các bạn cần phải ôn lại các từ vựng trước đã. Vậy thì mình sẽ giới thiệu các từ vựng như thế nào. Thật ra các từ vựng này mọi người nhớ là các bé đã học ở bài trước rồi, cho nên là lần này mình chỉ review ôn lại thôi. Thì mình sẽ hỏi các bé nha. Ok, what's this? What is it? Yes, very good. It's a red t-shirt. What are these? They are blue trousers. Tại vì đây là những từ vựng mà các bé đã học rồi, cho nên mình sẽ không có hiện chữ trước nha, mà mình sẽ chỉ vào hình trước, đặt câu hỏi. Các bé nào mà nhớ bài thì sẽ trả lời, xong sau đó mình mới hiện cái từ đó lên. Rồi nếu như mà các bé vẫn còn quên thì mọi người nhớ cho cả lớp đọc đồng thanh lại nha. Thì mình sẽ hỏi hết một lượt cái đã. Hỏi hết một lượt thì mình sẽ chỉnh hiệu ứng là chữ hiện ra sau nha mọi người. Chữ hiện ra sau, xong sau đó cả lớp, cho cả lớp đọc lại theo mình. Ok, class, repeat after me. Blue trousers. Trousers. Đặc biệt là mình sẽ lưu ý ở những chỗ nào mà phát âm khó á. Ví dụ như chữ trousers nè, sweater nè, trousers ha. Rồi, những cái chỗ phát âm khó đó sẽ là những chỗ mà các bé nghe không rõ. Và thường những chỗ đó sẽ là những chỗ mà các bé sẽ hay mắc lỗi sai. Sau khi đã ôm lại hết tất cả các từ vựng rồi thì lúc này các bé sẽ cảm thấy tự tin hơn trước khi làm bài nghe. Lúc này mình sẽ bắt đầu cho các bé làm bài nghe nha. Students will do the task. Trong khi mà học viên đang làm bài nghe thì giáo viên sẽ làm gì? Giáo viên sẽ ngồi im lặng quan sát nha. Các bạn giáo viên hạn chế không đi vòng quanh lớp tại vì có thể sẽ gây mất tập trung và các bé sẽ không có tập trung làm bài nghe được. Đặc biệt là nếu mà các bạn tiến quá gần tới các bé sẽ cảm thấy sợ. Ví dụ như là có thầy cô đang đứng kế bên mà mình lỡ mình khoanh tròn một cái đáp án mà mình lỡ mình làm sai thì sao? Cô sẽ thấy mình làm sai liền, cho nên là các bé sẽ rất sợ nếu như mà thầy cô giáo đang đứng kế bên lúc đang làm bài. Cho nên mọi người nhớ là mình sẽ quan sát từ xa, miễn sao là các bé đang tập trung làm bài nghe là được. Sau khi mà các bé đang làm xong rồi thì khoan hãy check đáp án liền nha, mà mình sẽ cho các bé check đáp án với nhau trước. Có nghĩa là students check answers in pairs. Mình sẽ khẩu lệnh thử cho các bạn coi nha. Ok, class, let's check answers in pairs. Two of you, and two of you. Check your answers. Thì lúc này các bé sẽ quay qua bạn kế bên và check đáp án. Ê, mày làm câu gì vậy? Ê, bạn làm câu gì vậy? Thì lúc này nếu như mà những bạn kế bên á có đáp án giống với mình thì bé sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều trước khi mà giáo viên check đáp án chung với cả lớp. Khi mà các bạn đã có đáp án rồi, biết được bạn mình có đáp án là gì luôn rồi, thì lúc này giáo viên mới mời các bé coi coi là đáp án là gì. Có nhiều cách khác nhau để các bạn check đáp án nha. Ví dụ như là gọi tên cá nhân nè, hoặc là hỏi đáp án chung với cả lớp. Thì mình có thể gọi tên cho nó nhanh hơn chẳng hạn. Ví dụ như Trang, number 1, what's your answer? Lúc này bạn Trang có đáp án rồi. Bạn Trang cũng biết là những bạn xung quanh đáp án là gì rồi, nên chắc chắn lúc này bạn Trang sẽ tự tin hơn khi mà cô giáo hỏi đáp án là gì. Thì đáp án của bài này nó sẽ như thế này ha mọi người. Đây, nhưng nếu như mà học viên trả lời sai thì sao? Thì mình có hiện đáp án ra luôn không? Mình sẽ không hiện đáp án ra luôn nha. Nếu như học viên trả lời sai thì các bạn phải làm thêm một động tác nữa, là các bạn phải tua lại được cái khúc đó có chứa cái đáp án đó để cho các bé nghe lại. Thì để tiết kiệm thời gian hơn thì mình có cắt các audio có chứa đáp án ở đây. Ví dụ như ở đây sẽ là cái câu nói về cái áo màu đỏ nè. I'm wearing blue trousers.
Ví dụ như ở đây sẽ là cái audio có cái quần màu xanh nè. I'm wearing blue trousers. Và cái audio có cái áo màu đỏ ha. And a sweater? No, I'm wearing a red t-shirt. And a sweater là có phải mặc cái áo len này không? Không, tôi đang mặc cái áo thun màu đỏ. Đó, thì khi mà các bé được nghe lại thì lúc này các bé có thể có thêm cơ hội để trả lời lại. Nếu như mà nó đúng thì là rất tốt, đúng không? Còn nếu như mà nó sai thì không sao hết. Thì coi như là các bé được luyện nghe nhiều hơn. Và lúc này sau khi đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, nhưng mà nếu như câu quá khó thì mình sẽ hiện đáp án ra luôn, không sao hết ha. Rồi thì mọi người nhớ nha, để tiết kiệm được thời gian khi check đáp án, tốt nhất là giáo viên nên có sẵn các audio có chứa đáp án ở đây. Tuy nhiên nếu như các bạn giáo viên nào không biết cắt audio thì có một cách, đó chính là mọi người ghi nhớ được cái số giây phút mà chứa cái đáp án đó. Ví dụ như mình có ở đây. Listening 4. What are you wearing today? Đây, what are you wearing today là 10 giây 76 thấy không? Đó, thì ở đúng cái giây này là đáp án của câu 1. Thì các bạn có thể ghi chú lại trong cuốn sổ của mình á, là ví dụ như câu 1 sẽ là giây số 11, 15. Thì lúc này mình sẽ cứ nhớ như vậy, mình bấm đúng như vậy thôi. Thì bấm một cái nó sẽ ra được đáp án. Cái cách này nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nếu như bài của mình dài có tới 5-6 câu, mọi người không có thời gian để cắt ra, thì các bạn có thể ghi chú lại cái số giờ, cái số giây phút của đáp án đó nha. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy là cắt ra nó sẽ nhanh hơn. Vậy thì mọi người nhớ nha, mình sẽ có 3 bước chính. Đó chính là học viên sẽ làm cái task đó, xong sau đó là check đáp án với bạn, và cuối cùng là giáo viên sẽ check đáp án với cả lớp. Nếu như mọi người muốn coi kỹ hơn về các bước dạy trong kỹ năng listening thì các bạn có thể coi lại video của mình theo bộ sách giáo trình Family and Friends nha. Sau khi mình đã làm xong task này rồi, đây cũng là task cuối cùng của trang sách. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là nếu dừng lại ở đây thì các bé chưa có thực sự học được hết cái bài này, nên mình sẽ thêm một cái task nữa. Task này chính là listen and write, có nghĩa là các bé sẽ phải nghe và chép lại tất cả những gì các bé nghe được. Thì các bạn sẽ thấy được là ở đây mình sẽ cắt sẵn cái audio của các câu này riêng ra thành từng câu rồi, và mình sẽ cho cái audio này nó lặp đi lặp lại nhiều lần để các bé có thể viết ra nguyên một câu. Đối với hoạt động này thì vui nhất là mọi người sẽ chia nhóm ra cho các bé viết ha. Các bạn có thể cho các bé viết trong bảng con, một nhóm khoảng 2 đến 3 bạn, và mỗi nhóm sẽ có một bảng con để viết. Thì nó sẽ là thi nhau viết đua. Nhóm nào viết xong và nhanh nhất thì sẽ bấm chuông để giáo viên đến và check đáp án. Nếu như câu đó đúng thì các bé sẽ được điểm. Mình sẽ cho các bạn coi thử cái hiệu ứng của cái video này nha. Đầu tiên sẽ là audio sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần trước đã. What are you wearing today? Đây nè. What are you wearing today? Nó đang chạy á. What are you wearing today? What are you wearing today? Xong sau đó thì sẽ là đáp án của câu đó hiện ra. What are you wearing today? What are you wearing today? Cái việc mà cho các bé nghe đi nghe lại một câu được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần như vậy, và các bé phải viết ra cả câu, đây chính là phương pháp chép chính tả, một trong những phương pháp mà mình đã dạy rất là nhiều trong khóa TESOL của mình. Và các bạn áp dụng, các bạn cảm thấy là học viên rất là tiến bộ, các bạn học viên cảm thấy rất là vui và tiến bộ rất là nhanh ha. Thì lợi ích của phương pháp chép chính tả này là gì? Là các bạn sẽ nghe được rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ trong cái câu đó, ví dụ như là âm nối nè, âm cuối nè, linking sounds, ending sounds nè, và nhặt ra được ngữ điệu của câu đó luôn. What are you wearing today? Đúng không? What are you T nè, nối vô nè. What are you wearing today? Chỉ có chép chính tả thì các bé mới thật sự nhặt ra được các cái phần phát âm nối âm như vậy thôi. Thì mình cảm thấy đối với bài này, nếu như mình áp dụng phương pháp chép chính tả, các bé sẽ tập phát âm được cái câu này hay hơn, có ngữ điệu lên xuống giống như người bản ngữ hơn ha, để các bé có thể áp dụng vào phần thi nói của kỳ thi Movers. Thì mình cũng làm tương tự với các câu còn lại ha, làm lại cho bạn coi nha. Ok, so sentence number 2, are you ready? Very good. Vậy thì hoạt động này hướng dẫn bằng tiếng Anh sẽ như thế nào? Mình sẽ hướng dẫn thử cho các bạn coi nha. Ok, so for task number 2, you listen and write in your team. 3 people, 1 team. You write on the board. So this is your board and markers. Ok, check your markers please. Nhớ là khi mình phát bút cho các bé thì các bé phải check coi bút có mực hay không nha. Rồi, sau khi đã có bảng với lại bút rồi, mình sẽ hướng dẫn tiếp. Ok, one sentence repeats many times. Listen and write down the sentence. When you finish, ring the bell, I'll check. Nếu như mà các bé vẫn chưa hiểu thì hãy làm mẫu với câu đầu tiên nha. Sau khi các bé hiểu câu đầu tiên rồi thì mình sẽ bắt đầu câu số 2, mới bắt đầu tính điểm.
nhóm nào mà làm xong nhanh trước thì nhóm đó sẽ được nhiều điểm hơn những bạn còn lại, những nhóm còn lại nha. Mọi người hạn chế đừng có cho một điểm thôi nha. Nếu như mà lớp mà có 4 nhóm á, thì mình nên cho cái lớp, thì mình nên cho cái nhóm nhanh nhất là 4 điểm, nhóm tiếp theo là 3 điểm, rồi 2 điểm, chậm nhất sẽ là 1 điểm. Để làm gì? Để khuyến khích các bé viết hoàn thành cái câu của mình. Nếu như mà mọi người chỉ cho 1 điểm á, thì cái nhóm nhanh nhất viết xong được 1 điểm thì 3 nhóm còn lại đâu có cần viết làm gì nữa đâu, đúng không? Cho nên nhớ nha, cái hệ thống tính điểm của mình nó phải logic và nó mang cái sự khuyến khích trong cái việc hoàn thành cái câu này. Khi mà các bé đã làm hết rồi nè, mọi người coi thử nha. I'm wearing blue trousers. Nó tự lặp lại. I'm wearing blue trousers. Xong rồi mình sẽ check. Trong lúc mà mình check á, thì mình nhớ là vẫn mở cái câu đó nó chạy nha mọi người. Vẫn mở cái câu này nó chạy nha. Để cho các nhóm nào mà viết chậm á, vẫn được nghe. Rồi, cuối cùng xong hết rồi mình mới hiện cái câu đó lên. I'm wearing blue trousers. Cái câu này nè, sẽ là những cái câu mà các bé sẽ dùng để nói cho kỳ thi Movers á. Cho nên nếu như mà các bạn áp dụng được phương pháp này, phương pháp chép chính tả này, thì các bé sẽ nói với ngữ điệu rất là hay. I'm wearing blue trousers. Chứ không phải là nói nghe giống như là I'm wearing blue trousers nữa ha. Sau khi đã hoàn thành hết tất cả các câu trong phần bài tập này, có nghĩa là từng câu mình sẽ cho chép chính tả ha, thì nhóm nào mà được nhiều điểm nhất thì nhóm đó sẽ chiến thắng. Kết thúc hoạt động này thì các bé sẽ có full một cái script của cái bài nghe này. Thì cái lúc này các bé đã hiểu rất là rõ, à bài này nói như thế này nè, có ngữ điệu như thế này nè, chỗ này phát âm như thế này nè. Nếu mà giáo viên kỹ, các bạn có thể cho học viên đóng vai một bạn là teacher, một bạn là student để có thể luyện nói với nhau, hoặc là một nhóm sẽ là teacher, một nhóm là student đọc đồng thanh với nhau để mà các bé có thể áp dụng được những cái phát âm, những cái nối âm, những cái ngữ điệu mà mình mới vừa nghe được để luyện kỹ năng nói nha. Hoạt động cuối cùng để tổng kết lại tất cả những gì hôm nay mình đã học á, thì mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là hoạt động Change the Chairs, giúp cho các bé có thể luyện nói, áp dụng được cái kiến thức trong cái bài này. Change the Chairs là như nào, là hoạt động đổi ghế. Mọi người nên có một cái hình có mấy cái ghế xếp thành vòng tròn như thế này và hướng dẫn các bé xếp ghế thành vòng tròn trước, sau đó cho các bé ngồi xuống và mình mới bắt đầu hướng dẫn nha. Hướng dẫn sẽ như sau. Okay, so class, this activity is change the chair. I will say change the chair if you have long hair, you have short hair, or you are wearing t-shirt, you are wearing dresses, or maybe I can say change the chair if you are a boy, a girl, or human. Cái việc mà các bạn có những cái câu mẫu ở trên bảng như thế này á, sẽ giúp cho các bé dễ hiểu cái phần hướng dẫn của mình hơn. Tại vì thật ra đây là một hoạt động cũng khá là khó hiểu ha. À, thì có mấy cái câu này các bé sẽ dễ biết là cô giáo đang nói gì hơn. Xong sau đó mình sẽ chơi mẫu cho các bé một lượt chơi để các bé hiểu cách chơi của trò này nha. Rồi mình sẽ cho các bé ngồi. Xong sau đó mình sẽ nói là change the chair if you have long hair. Thì những bạn nào mà tóc dài sẽ phải đứng dậy và đổi chỗ. Lúc này giáo viên sẽ nhanh chân ngồi vào một ghế. Giáo viên sẽ ngồi vào một ghế ha. Thì ví dụ như lớp có 10 bạn thì mình cần có 10 cái ghế. Các bé sẽ ngồi xuống 10 cái ghế đó. Trong lúc chơi lượt đầu tiên, change the chair if you have 10 fingers chẳng hạn, thì mọi người sẽ đứng dậy đổi chỗ. Thì lúc này giáo viên sẽ ngồi xuống một ghế. Vậy là còn bao nhiêu ghế trống? Còn 9 cái ghế. Có nghĩa là có một bạn sẽ phải đứng. Bạn nào mà đứng có nghĩa là bạn đó chậm hơn những bạn khác, bạn đó sẽ bị. Bị thì sẽ làm cái gì? Sẽ bị phạt, đúng không? Vậy thì phần phạt của mình sẽ là trả lời các câu hỏi trong phần thi nghe hồi nãy. Rồi mình sẽ hỏi các bạn đó ha, what are you wearing today? Thì bé đó sẽ nhìn vào đồ của bé đang mặc để mà trả lời ha. Nếu như trong trường hợp mà các bé mặc đồng phục thì mọi người cũng có thể hướng dẫn các bé trả lời cái đồng phục đó nói như thế nào, hoặc là có thể chỉ lại các cái hình này để cho các bé nói ha. Ví dụ như là what are you wearing today? What are you wearing today? Thì các bé sẽ dựa trên cái hình này để nói ra những cái từ vựng khác. Tương tự như vậy thì những cái bạn tiếp theo thì mình cũng sẽ hỏi những câu này luôn ha. Hoặc là nếu như mà lớp nào mà giỏi thì mình hỏi một bạn một lượt 3 câu luôn cũng được. Tại vì những câu này các bé có thể gặp trong kỳ thi nói Movers nha mọi người. Vậy thì việc kết hợp hoạt động Change the Chair cùng với lại hình phạt là trả lời 3 câu hỏi này sẽ giúp cho các bé có thể tổng hợp được tất cả các kiến thức đã học trong hai trang sách vừa rồi. Đó chính là ôn lại thì hiện tại tiếp diễn nè, các quần áo nè, màu sắc nè, các cái ngữ điệu phát âm trong bài nghe chép chính tả hồi nãy để nói được các cái câu này.
Thì như vậy sẽ là một cái hoạt động rất là tốt để kết thúc buổi dạy ngày hôm đó. Nếu như các bạn có thắc mắc gì về video này, các bạn có thể comment dưới phần bình luận cho mình biết nha. Và cũng như thường lệ, phần PowerPoint của bài dạy này sẽ được gửi kèm ở dưới phần description của video. Mọi người có thể vào link để tải về nha. Và đó là các bước dạy cho phần listening của bộ giáo trình Get Ready for Starters, Movers và Flyers. Nếu như mọi người áp dụng được các phương pháp và các kỹ thuật mà mình đã giới thiệu trong video này thì mình tin chắc rằng các bé sẽ dần dần cải thiện được kỹ năng nghe và kỹ năng nói của mình. Ở trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dạy phần story của bộ sách giáo trình này nha. Nếu như mọi người thích video này thì bấm nút like và hãy theo dõi kênh của mình để nhận được những thông báo khi mình ra video mới nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.